cảnh sát thì phải trông thật đặc biệt, phải không nào? Huy hiệu Pop X đúng là tuyệt vời mà. Sao cậu ấy uống nước mà tiếng bự thế nhỉ? Thiệt là khó chịu quá mà. Hả? Sao cậu ấy lại ho to như vậy chứ? Nữa hả? Dừng lại đi mà. Đừng uống nữa mà. Hả? Gì đây? Lỗi hơi bị nặng đó nha. Cậu đã bị bắt. Từ nay cậu bị biệt giam ở nhà tù Pop X này. Hả? Tại sao chứ? Trong tù này, cậu sẽ học cách trở nên bình tĩnh hơn và giải tỏa căng thẳng giống như cậu bạn tù trước vậy đó. Ồ, chiếc ly bẩn này. Nữa hả? John! Chuyện gì? Anh quên chiếc ly này. Anh không bao giờ lau dọn cả. Cảnh sát giải tỏa stress rồi, mau đến đây đi. Chỗ này đúng là bãi chiến trường mà. Xin chào, cái symbol Dimble này sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn nè. Ồ, mình thích symbol Dimble lắm. Nhưng đây là cái còng tay mà. John ơi, em sẽ thích nhà tù cho xem, anh hứa đó. Anh ấy sẽ phải hối hận. Cậu ấy đúng là cần phải học cách bình tĩnh mới được. Đây chính là ảnh tù nhân ở nhà tù giải tỏa căng thẳng đây. Bữa trưa đến rồi, ăn nhanh không nó nguội nha. Eww, nhìn ngon thế. Mình thích lắm luôn á. Vậy thì tốt, cậu có thể ăn phần của mình nè. Ồ không, cảm ơn. Eww, ghê quá, mình sẽ giữ cái muỗng này vậy. Điện thoại của mình. Alo, giao hàng đó hả? Một phần Big Mac nha. Cảm ơn. Gì đây? Đây là Pop X mà. Nè, bánh burger của mình đâu? Bánh burger hả? Cậu đang nói gì vậy? Mình sẽ đào một đường hầm bằng cái muỗng này. John đang làm trò gì kỳ lạ vậy ta? À, mình có tia laser này. Không được rồi. Hay là chiêu tra tấn bằng cù lét nhỉ? Ồ không, mình chưa xong mà. Bữa trưa đến đây, nhưng các cậu phải ăn một lần một hạt thôi. Sao làm thế được? Thiệt là phi lý mà. Ha! Trời đã sáng rồi ư? Sao ly bẩn ở khắp mọi nơi thế này? Ghét quá đi à. Đây, cầm cái symbol Dimble này rồi bình tĩnh lại đi nha. Mấy cái ly này. Chào buổi sáng. Ôi, còn nhiều hơn nữa. Symbol Dimble đây. Lại nữa nè. Mình ghét mấy cái ly bẩn này lắm đó. Hả? Mình có kế hoạch này. Mình sẽ đào hầm rồi tẩu thoát. Nóng quá. Cái quạt kìa. Có chùm chìa khóa kìa. Mình sẽ dùng cái này để mở khóa. Được rồi nè. Để Ron ra nữa. Đi thôi. Cửa không đóng lại được. Chắc nó bị hỏng rồi. Quên chiếc cửa đi, chúng mình đâu có phá nó đâu. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Ron. Mình thấy chùm chìa khóa nên muốn trả lại chỗ cũ ấy mà. Sarah, hôm nay mình phải học cách ngồi thiền nha. Hít vào nào. Mình thà đi ngủ còn hơn. Tập trung nào, hít một hơi thật sâu. Mình ngạt thở mất. Dừng lại đi, ngồi thiền khiến mình điên lên mất.
Đây, chiếc symbol Dimble này có thể giúp cậu bình tĩnh trở lại. Cái này không giúp mình bình tĩnh lại được đâu. Sarah trượt bài kiểm tra này rồi. Tù nhân Ron, chú ý nào. Hãy xem cách ngồi thiền nha. Rồi bây giờ cậu làm đi. Ừ, không tệ lắm nhỉ. Để xem cậu ấy chịu được stress không nào. Thấy chưa? Vậy là Ron cũng trượt bài kiểm tra phải không nào? Nè Ron, cậu thấy cái symbol Dimble của mình ngầu không nào? Hả? Không đâu, cái Pop X còn ngầu hơn đó chứ. Cái symbol Dimble chứ. Vậy đó. Hãy thừa nhận symbol Dimble là đồ chơi tuyệt nhất đi. Ừ thì cậu đúng. Ha ha, mình biết mà. Được đó. Quá, yên lặng quá. Mình có thể ngủ được rồi. Ê, cậu ấy ngủ rồi kìa. Tuyệt lắm. Lam ơi, đừng làm mình thất vọng nha. Lấy được rồi. Mình có thể dùng đế giày Pop X để tẩu thoát. Ha ha. Sarah, mình đang tìm chìa khóa này. Chìa khóa nào? Thôi khỏi đi, đi thôi. Đôi giày của cậu phát ra tiếng to quá. Được rồi nha. Đôi giày với đế bong bóng này. Đi thôi nào. Mình không cố ý mà. Ha, mánh khóe này được đó ha. Đi vào lại phòng giam ngay. Không được đem tấm bong bóng vào đâu. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu mà. Mình nghĩ là do cậu đó. Đây là bạn tù mới của cậu nè. Cái gì? Chào cậu. Cậu muốn cái symbol Dimble mềm mại này không? Wow, hãy là bạn thân của nhau nha. Cô bạn mới ơi, cậu được thả ra rồi. Ồ không, mình sẽ nhớ cậu lắm. Cầm lấy nè, nhớ đến mình nha. Cảm ơn. Tạm biệt. Rồi giờ phòng giam này là của cậu rồi đó. Xích ra nào. Cậu ấy thật nhạy cảm mà. Mình luôn giữ cái Pop X bên mình. Cậu ấy thật nguy hiểm mà. Cậu bạn mới ơi, cậu tự do rồi. Hiu, cuối cùng cậu ấy cũng đi. Giờ thì mình có thể ngủ rồi. Chiếc gối này khó chịu quá. Ồ, tốt hơn rồi nè. Ồ không, không phải mà. Tại sao chứ? Được rồi, mình sẽ cố ngủ vậy. Ồ, giấc mơ thật đẹp. Ồ, cái gối này bị gì vậy? Sao mà càng ngày càng tệ thế này? Cái gì đây? Cái Pop X nè. Quá êm quá à. Giờ thì mình đi ngủ được rồi. Hả? Ron dần đi vào giấc ngủ rồi. Cậu đáng ra là phải ở trong tù kìa. Mình phải ra ngoài thôi. Cái symbol Dimble này giúp mình bình tĩnh rồi nè. Hả? Dừng lại đi, để mình ăn đi mà. Nó chỉ là cái để giải tỏa stress thôi mà. Sarah, dừng lại ngay. Mình nghiêm túc đó nha. Cảnh sát giải tỏa stress kìa, đến đây mau. Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu ấy nhốt mình lại đó. Cậu sẽ thích ở nhà tù này thôi mà. Tĩnh tâm nào. Thật là an tĩnh mà. Wow, kết quả được đó chứ. Thật tuyệt. Cậu được tự do rồi nha. Mình rất mong được làm bảo vệ cho nhà tù của cậu đó. Được thôi, cậu có thể đi rồi. Đúng là bước chuyển mình lớn mà. Ồ,
tụi mình có tù nhân mới kìa. Hả? Cậu ấy trốn thoát rồi. Ô không! Cuối cùng. Xin chào. À, chân của mình. Cứu mình với. Ngay cả cảnh sát pháp X cũng có lúc phải giải tỏa căng thẳng đó nha. Các bạn có thích video mới này của chúng mình không nào? Vậy hãy bình luận xem các bạn thích phần nào nhất nha. Và các bạn ơi, hãy nhớ like video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới hài hước nào